Hiện tại, Kỷ Tư Thanh cũng muốn đi Thủ Vọng Xâm Lâm xem, cùng Diệp Thần cầu nguyện, nếu như có thể kết ra Thủ Vọng Thánh Quả, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Coi như không thể kết quả, có thể cùng Diệp Thần từng có một đoạn như vậy trải qua, nàng sau này đi đến không không lúc nào không, vậy đủ để nhớ lại. Tư Thanh, ngươi muốn đi Thủ Vọng Xâm Lâm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, Thủ Vọng Xâm Lâm là Thất Huyên cố hương, hắn thiên cơ bắt dưới, mơ hồ cảm thấy cánh rừng kia, tựa hồ có dòng nước ngầm mãnh liệt, tràn đầy nguy hiểm. Vốn là, hắn dự định cùng Kỷ Tư Thanh đi Vạn Hỏa Giới sau đó, chính hắn lại đơn độc đi Thủ Vọng Xâm Lâm một chuyến. Nhưng hiện tại, hắn lại không nghĩ rằng, Kỷ Tư Thanh muốn trực tiếp đi Thủ Vọng Xâm Lâm. Đúng vậy, ta muốn đi xem, đó không phải là Tình Nhân Thánh Địa sao? Chúng ta cùng nhau đi dạo một chút, cũng tốt có cái nhớ lại. Kỷ Tư Thanh ôn hòa cười nói. Diệp Thần nhìn nàng ôn hòa ánh mắt, nội tâm cũng không khỏi hơi rung động. Hắn biết Thủ Vọng Xâm Lâm Trung ương, có một bụi Thủ Vọng Thánh Thụ, nếu như tình nhân dưới tàng cây cầu nguyện chúc mừng, có cơ hội kết ra Thủ Vọng Thánh Quả. Thủ Vọng Thánh Quả sau khi uống, có thể chứng đạo thành thần, có thiên đại chỗ tốt. Nếu là và Kỷ Tư Thanh đi Thủ Vọng Xâm Lâm, có thể cầu nguyện kết quả nói, đối Diệp Thần cũng là rất có ích lợi. Chỉ là, Thủ Vọng Xâm Lâm quá nguy hiểm. Diệp Thần có dự cảm, Thủ Vọng Xâm Lâm bên trong, nhất định tràn đầy phong vân quỷ quyệt tranh đấu, hắn không hề muốn Kỷ Tư Thanh đi qua, miễn được phát sinh bất ngờ. Kỷ Tư Thanh cũng biết Diệp Thần lo âu, hơi mỉm cười nói, Diệp Thần, ngươi còn sợ gì nguy hiểm sao? Lấy ngươi chiến lực, dõi mắt đời này tinh không, lại có ai có thể thương tổn tới ngươi? Nghe được Kỷ Tư Thanh lời này, Diệp Thần đầu tiên là sửng sốt một tí, rồi sau đó bật cười khanh khách. Đúng là, Kỷ Tư Thanh nói không sai, lấy hắn hôm nay sức chiến đấu, trừ phi là thần đạo cảnh cao thủ hạ xuống, nếu không ai cũng không đè ép được hắn. Thủ Vọng Xâm Lâm cho dù có hung hiểm gì, cũng sẽ không uy hiếp được Diệp Thần. Có hắn bầu bạn mà nói, Kỷ Tư Thanh tất nhiên không việc gì. Được, Tư Thanh, vậy chúng ta đi liền Thủ Vọng Xâm Lâm một chuyến. Diệp Thần cười đáp ứng. Được a, vậy hiện tại liền lên đường. Kỷ Tư Thanh vỗ tay một cái, cũng có điểm không kịp đợi hình dáng, bởi vì nàng thời gian không nhiều lắm, nàng rất nhanh thì đi không không lúc nào không. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền thu hồi vậy nửa hũ khởi nguyên tiên thủy, mang Kỷ Tư Thanh xuất ngoại. Cái này nửa hũ khởi nguyên tiên thủy, Diệp Thần vốn là muốn rèn luyện cửu thần lục. Cửu thần lục bị chia hai nửa, một nửa ở trong tay hắn. Một nửa kia ở Tử Hoàng Tiên Cung trong tay. Tương lai hắc ám tai biến hạ xuống, cửu thần lục là đối kháng bóng tối mấu chốt. Diệp Thần vốn là muốn dựa vào khởi nguyên tiên thủy năng lực, rèn luyện cửu thần lục, tăng lên uy lực. Nhưng hôm nay, khởi nguyên tiên chỉ bị thiên nữ và cô Tô Vũ cướp đi, hắn chỉ có một hũ nguồn nước nói, rõ ràng là không đủ. Cái này còn dư lại nửa hũ nguồn nước, Diệp Thần liền dự định thu, lưu làm sau dùng. Còn như cửu thần lục, bản thân uy lực cũng rất lớn, coi như không có được tăng lên, trước mắt vậy đủ dùng, Diệp Thần cũng không nóng nảy. Hắn cùng Kỷ Tư Thanh, xuất hiện ở tinh nguyệt giới sau đó, liền phong tỏa Thủ Vọng Xâm Lâm tọa độ, trực tiếp phá không đi. Thất Huyên thấy Diệp Thần nhanh như vậy thì đi Thủ Vọng Xâm Lâm, cũng là lớn vui, nói, mộ chủ đại nhân, người phải đi Thủ Vọng Xâm Lâm liền sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, tiền bối, đi ngươi cố hương xem. Ngươi chắc muốn xem, hôm nay Thủ Vọng Xâm Lâm, rốt cuộc là bộ dáng gì chứ? Thất Huyên cười gật đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt lại bỗng nhiên ác liệt, giọng lạnh lùng nói, nếu là trong rừng rậm người, thật thay đổi tín ngưỡng, vậy ngươi động thủ cầm bọn họ toàn giết sạch chính là, phản bội tín ngưỡng người, đều đáng chết. Thủ Vọng Xâm Lâm từng tín ngưỡng đệ nhất thảo thần Tử Lan, là Tử Lan sáng lập rừng rậm, cho trong rừng rậm con dân, mang đến hết thảy. Trong rừng rậm con dân, có thức ăn, nguồn nước, linh dược, thiên tài địa bảo, thần công bí tịch, vật liệu quáng vật, toàn bộ là Tử Lan ban cho. Tử Lan ban cho hết thảy, nhưng ở nàng chết sau đó, nàng đạo thống truyền cho tiểu thảo thần thanh niên, trong rừng rậm lại có rất nhiều người cảm thấy, tiểu thảo thần quá nhỏ yếu, không đáng giá được tín ngưỡng. Có rất nhiều người muốn thay đổi đổi tín ngưỡng, đi tín ngưỡng càng cường đại hơn đà đế cổ thần. Thật ra thì nếu như chỉ là đơn thuần thay đổi tín ngưỡng, Thất Huyên sẽ không tức giận như vậy. Thế nhưng chút đổi người tin cửa, còn muốn đi cung phụng đà đế cổ thần. Đây là sa đọa hắc ám, cùng tà ác nhập bọn.
Thất Huyên không cách nào tiếp nhận, năm đó hết sức chống lại, bị trong rừng rậm mấy trưởng lão hãm hại, người bên cạnh toàn bộ chết hết sức, đau buồn trong tuyệt vọng, hắn cũng chỉ có thể bị buộc rời đi rừng rậm, vượt biên đi không không lúc nào không. Thật may, ở không không lúc nào không bên trong, hắn đạt được tiểu thảo thần thanh niên chiếu cố, ngày rất an ổn, không có người nào có thể gây tổn thương cho hại hắn. Là chính hắn mạo hiểm tiến vào chu thần chiến trường, lúc này mới chết. Đối với thảo thần, Thất Huyên tín ngưỡng là đặc biệt kiên định. Đệ nhất thảo thần Tử Lan, ban cho hắn tu luyện thành giải cần tất cả tài nguyên. Tiểu thảo thần thanh niên, lại từng che chở qua hắn. Hắn cảm giác được, Diệp Thần cùng đệ nhất thảo thần Tử Lan, đã phát sinh qua quan hệ, cực kỳ mật thiết. Có thể chinh phục Tử Lan người đàn ông, năng lực có thể tưởng tượng được. Cho nên hắn đối Diệp Thần, vậy là vô cùng cung kính, một hơi một cái mộ chủ đại nhân. Diệp Thần nghe được Thất Huyên lại muốn giết sạch tất cả đổi người tin, trong lòng cảm thấy quá tàn bạo chút, nhưng cũng có thể nhận thức Thất Huyên tâm tình, hơi lắc đầu một cái, nói cùng đi đến rừng rậm rồi hãy nói. Diệp Thần biến dạng hư không, rất nhanh là đến thủ vọng xâm lâm địa giới. Cánh rừng rậm này, ở Thái Thượng Thế Giới, một nơi cực kỳ kín đáo giới vực bên trong. Nếu như không phải là có Thất Huyên chỉ dẫn, Diệp Thần căn bản không có thể tìm được chỗ này. Người khác ở giữa không trung, liền thấy phía dưới một lớn cánh rừng, xanh tươi tốt, cổ mộc chọc trời, liên miên vô tận, một mắt không thấy được cuối. Mộ chủ đại nhân, thủ vọng xâm lâm rất lớn, chu vi có chừng trăm ngàn dặm, chúng ta đi vào xem. Thất Huyên nói, hắn lúc này trở lại mình cố hương, nhìn liên miên vô tận rừng rậm. Ánh mắt cũng là hơi có chút mong đợi cùng hoài niệm, lại có chút nối nhớ khi gần nhà chập chờn. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Kỷ Tư Thanh hạ xuống, nhưng lại gặp toàn bộ thủ vọng xâm lâm, vòng ngoài bị một tầng cấm chế vòng bảo vệ phong tỏa. Diệp Thần mới vừa muốn đi vào, liền bị vòng bảo vệ chắn. Muốn bước vào rừng rậm nói, trước hết đột phá vòng bảo vệ này mới được. Tiền bối. Diệp Thần khẽ cau mày, suy tính muốn không muốn dùng sức mạnh đột phá. Thất Huyên nói, không sao, người mượn dùng ta lực lượng, là được phá vỡ vòng bảo vệ. Vừa nói, Thất Huyên đem mình một chút lực lượng, bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Giao. Diệp Thần bàn tay bên trong, sáng lên một vài kim quang, hắn thần trưởng thiếp đến vòng bảo hộ kia bên trên, tầng kia cấm chế vòng bảo vệ, giống như có linh tính vậy, tự động mở ra một kẽ hở. Ồ, Diệp Thần, người làm sao làm được? Kỷ Tư Thanh thấy một màn này. Lớn cho thỏa hiếu kỳ, nàng tự nhiên không biết, Diệp Thần luân hồi mộ địa bí mật, cũng không biết Thất Huyên tồn tại. Cứ làm như vậy đến, vào đi thôi. Diệp Thần cười một tiếng, liền dắt Kỷ Tư Thanh tay, mang nàng cùng nhau tiến vào rừng rậm. Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần bóng người, trong lòng chỉ cảm thấy được người đàn ông này thần bí, cho dù đến hiện tại, nàng cũng không biết Diệp Thần còn có bao nhiêu bí mật. Hai người tiến vào trong rừng rậm, chỉ gặp rừng rậm bên trong. Khắp nơi nở rộ trước kỳ hoa thụy thảo, từng cái con bướm ong mật bay lượn, không trung có chút cánh dài tiểu tiên linh, trên đất lại có chút không thể nói tên chữ đáng yêu sinh vật ở bôn tẩu, khắp nơi đều là ảo mộng vậy cảnh tượng. Cái này phiến thủ vọng xâm lâm, không hổ là tình nhân thánh địa, chỉ là trước mắt những thứ này đẹp lạ thường hình ảnh, cũng đủ để cho thế gian mỗi một đôi tình nhân, làm động tâm say mê. Nơi này phong cảnh thật là đẹp nha. Kỷ Tư Thanh cũng là lần đầu tiên thấy như thế mộng ảo phong cảnh, trong mắt hơi có chút chìm đắm ý. Coi như chỉ là đơn thuần ngắm phong cảnh, đều không uổng nàng tới thủ vọng xâm lâm một chuyến. Người nào, lại xông vào ta Vũ Hoàng phái lãnh địa. Nhưng vừa lúc đó, một đạo ác liệt tiếng hét lớn, từ đàng xa truyền tới, nhưng là đem giấc mộng này huyễn vậy tình cảnh, hoàn toàn đánh vỡ. Chỉ gặp mười mấy người mặc giáp mây, tay cầm cây lao. Trên mặt vẽ năm màu rực rỡ chiến trang, tóc cắm chim vũ nam tử, thần sắc dũng mãnh, từ đàng xa bay vút tới. Bọn họ trang phục nguyên thủy mà tục tằng, hình như là còn chưa mở hóa người man dợ, nhưng cử động như gió, hiển nhiên võ đạo không tầm thường. Diệp Thần nghe được Vũ Hoàng phái ba chữ, nhất thời nhướng mày một cái, theo bản năng nói. Cái gì Vũ Hoàng phái, chẳng lẽ trong rừng rậm cũng có Vũ Hoàng cổ đế người? Vậy mười mấy giáp mây chiến sĩ đi tới Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hai người. Rồi sau đó, bọn họ sắc mặt, toàn đều thay đổi. Một cái giáp mây chiến sĩ giơ lên cây lao, quát lên, các ngươi là thảo thần phái người.
các ngươi lại dám bước vào ta Vũ Hoàng phái địa phương, thật là muốn chết. Dứt lời, vậy giáp mây chiến sĩ nắm chặt cây lao, khom người dùng sức ném một cái, cây lao như nhanh như tia chớp phá không giết ra, hướng Diệp Thần đầu đinh đi. Những thứ khác giáp mây chiến sĩ, cũng là hung hãn vô cùng, cầm trong tay cây lao ném ra, rồi sau đó đồng loạt rút ra chiến đao giữa eo, như loan nguyệt vậy hướng Diệp Thần và Kỳ Thư Thanh chặn ngang chém tới. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới mới vừa gặp mặt, những người này động thủ lại là như vậy tàn bạo. Hắn đại khái cảm giác được, là trên người mình, Thất Huyên hơi thở, đưa tới bọn họ địch ý. Thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp Thần thong thả, ngón tay khều một cái, trong hư không sấm sét nổ, hóa thành từng đạo sấm sét kiếm khí, đem những cái kia giáp mây chiến sĩ bay ném mà đến cây lao, toàn bộ chém xuống. Rồi sau đó, trăm ngàn đạo lôi điện kiếm khí, hội tụ thành kinh khủng kiếm khí lôi lưu, hướng những cái kia giáp mây chiến sĩ chém tới. Vậy mười mấy giáp mây chiến sĩ, nhất thời hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần kiếm đạo như vậy lợi hại. Xem Diệp Thần mặt ngoài tu vi, chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 7, bọn họ vốn cũng không buông ở bên trong mắt, nhưng nào nghĩ tới Diệp Thần bộc phát ra sấm sét kiếm lưu, thanh thế lại có thể như vậy hung mãnh, cứ như muốn chém xuống tinh thần, sợ rằng vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả tới, cũng chỉ có bị nháy mắt giết kết quả. Tất cả giáp mây chiến sĩ, đều là kinh hoàng, biết Diệp Thần lợi hại, vội vàng rút người ra lui về phía sau. Nhưng, đã chậm, Diệp Thần sấm sét kiếm lưu, mang kinh khủng kiếm khí thần uy, như thao thao bất tuyệt nước lũ vậy nghiền ép mà qua, tại chỗ liền đem bọn họ tất cả người, toàn bộ tiêu diệt. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, cũng không có hạ thủ lưu tình ý, nếu đối phương vừa thấy mặt đã động sát thủ, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không có chút nào mềm tay. Nơi này kịch liệt chiến đấu chập chờn, đưa tới đợt khí, làm được rừng rậm các nơi, chùm chim kinh bay, dã thú bôn tẩu, chấn rực tiếng cùng tiếng thú gào đại tác. Trong rừng rậm có rất nhiều võ giả, cũng cảm giác được chiến đấu chập chờn. Là ai, ai dám xông vào ta Vũ Hoàng phái lãnh địa? Mùi máu tanh, còn dám giết người. Địch tấn công, là cái cứng rắn phương pháp, mau bẩm báo thánh tử đại nhân. Từng đạo hò hét cùng khiếp sợ thanh âm, ở rừng rậm các nơi vang lên, rồi sau đó là từng trận phòng bị tiếng kèn lệnh. Diệp Thần biết, tự mình ra tay giết người, đã khiến cho rừng rậm võ giả chú ý. Những cái kia võ giả, hiển nhiên đều là cái gọi là Vũ Hoàng phái người. Bọn họ tự xưng là Vũ Hoàng phái, vậy hơn phân nửa đã sớm thay đổi tín ngưỡng, đi thờ Phượng Đà Đế cổ thần và Vũ Hoàng cổ đế. Vũ Hoàng phái, năm đó vậy mấy cái lão gia, quả nhiên vẫn là rơi vào bóng tối. Luân hồi mộ địa bên trong, Thất Huyền bấm ngón tay suy tính, mơ hồ cảm thấy không rõ hơi thở, rồi sau đó ha ha cười nhạt. Bất quá, năm tháng kỷ nguyên đi qua, vậy mấy cái lão gia sức sống, ta đã không cảm giác được, chỉ bắt được bọn họ cho cốt hơi thở, bọn họ cũng già yếu mài mòn mà chết chứ. Ha ha, rơi vào hắc ám thì như thế nào, chính là hóa thân thành ma, vậy chống cự không được năm tháng mài mòn. Đà Đế cổ thần và Vũ Hoàng cổ đế, đều là lòng dạ ác độc, tàn bạo tàn nhẫn hạng người, bọn họ lại làm sao có thể tùy tiện ban thưởng che chở. Oanh oanh oanh. Lúc này, bốn phương tám hướng truyền tới trận loạt tiếng bước chân, còn có cự thú bảo hiếu tiếng. Diệp Thần động thủ giết người, đưa tới Vũ Hoàng phái vô số cường giả chú ý, rất nhiều cao thủ đều xuất hiện, thậm chí điều động một ít to lớn rừng rậm thú bảo vệ, đạp đất rung núi chuyển nhịp bước, ngang nhiên vọt tới. Kỷ Tư Thanh nhướng mày một cái, nàng và Diệp Thần tới Thủ Vọng Xâm Lâm, chỉ là muốn xem phong cảnh một chút, tán giải sầu, sẽ ở Thủ Vọng Xâm Lâm hạ cầu nguyện, xem có thể hay không có kết quả cơ hội. Nhưng nào nghĩ tới, hai người mới vừa bước vào nơi đây không lâu, liền gặp phải Vũ Hoàng phái đánh giết. Ngay lập tức tới giữa, Vũ Hoàng phái thì có rất nhiều chiến sĩ, như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng tràn lên. Thất Huyên nói, mộ chủ đại nhân, hôm nay rừng rậm chia Vũ Hoàng phái và Thảo Thần phái. Ngươi nếu không muốn tranh đấu, không bằng rời đi nơi đây, đi Thảo Thần phái lãnh địa. Hắn biết, Diệp Thần và Kỳ Thư Thanh, chỉ là tới giải sầu mà thôi, cũng không muốn có quá nhiều mâu thuẫn. Hắn mơ hồ bắt được thiên cơ, đã biết hôm nay Thủ Vọng Xâm Lâm, phân chia thành hai phái, nhất phái là Vũ Hoàng phái, thờ Phượng Đà Đế cổ thần cùng Vũ Hoàng cổ đế, khác nhất phái là Thảo Thần phái, như cũ duy trì đối Thảo Thần tín ngưỡng. Rất không khéo, Diệp Thần bước vào địa phương, nhưng là Vũ Hoàng phái địa bàn.
Diệp Thần mắt thấy chung quanh vô số chiến sĩ, liều chết xông tới, trong lòng tuy không sợ, nhưng nghĩ tới ra tay tranh đấu, vẫn là phiền toái, hướng dắt Kỳ Tư Thanh tay, nói, Tư Thanh, chúng ta rời đi nơi này, đi thảo thần phái địa phương. Vừa nói, Diệp Thần liền muốn mang Kỳ Tư Thanh rời đi. Lúc này, Vũ Hoàng phái ngàn trăm rừng rậm chiến sĩ, đã như nước thủy triều vây quanh, tạo thành một cái vòng vây, thùng sắt vậy đem Diệp Thần vây quanh. Người nào, hãy xưng tên ra, ngươi là Thất Huyền tội kia tử truyền nhân. Rất nhiều rừng rậm chiến sĩ, ánh mắt vô cùng cảnh giác cùng ác liệt nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại có người quát hỏi. Diệp Thần mới vừa phá vỡ vòng bảo vệ thời điểm, mượn Thất Huyền lực lượng, cho nên trên người bây giờ có Thất Huyền hơi thở, bị những thứ này Vũ Hoàng phái chiến sĩ cảm giác được. Những thứ này rừng rậm chiến sĩ, chỉ lấy là Diệp Thần là Thất Huyền truyền nhân. Tiền bối, xem ra ngươi danh hiệu, đến ngày hôm nay còn có người nhớ à? Diệp Thần cười một tí, cũng là khá có chút bất ngờ. Thất Huyền năm đó rời đi rừng rậm thời điểm, là đặc biệt xa xôi, đặc biệt rất xa chuyện. Năm đó bách người hại hắn cửa, căn bản tất cả đều mài mòn chết già, nhưng trong rừng rậm, còn lưu truyền truyền thuyết của hắn. Thất Huyền nói, bởi vì ta năm đó lúc rời đi, từng phát qua độc chú, dù sao phải một ngày, ta sẽ trở về. Coi như ta mình không thể trở về, ta truyền nhân, vậy sẽ đánh trở lại, đem đã từng bách người hại ta, toàn bộ giết chết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, có thể cảm giác được Thất Huyền trong lòng, mãnh liệt cừu hận. Những thứ này cừu hận, thật ra thì ở thời gian trôi qua hạ, đã rất đạm, hắn trước đây không hề treo trong lòng. Nhưng hôm nay, lần nữa trở lại rừng rậm, mắt thấy ngày xưa phong cảnh, nội tâm hắn hận ý lại bị kích thích ra. Chúng ta đi trước thảo thần phái lãnh địa. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn chung quanh trùng trùng vòng vây, hướng những cái kia rừng rậm chiến sĩ nói, nếu như không muốn chết, lập tức cho ta lăn. Rất nhiều rừng rậm chiến sĩ, nghe Diệp Thần cuồng ngạo như vậy giọng, nhất thời tức giận, rối rít quát lên. Ở ta Vũ Hoàng phái địa bàn, còn dám phách lối. Giết hắn, hắn nhất định là Thất Huyền tội kia tử truyền nhân. Đã nhiều năm như vậy, Thất Huyền tội kia tử, còn muốn báo thù sao? Theo vậy từng đạo tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, những cái kia rừng rậm các chiến sĩ, chính là nổi điên vậy hướng Diệp Thần liều chết xông tới. Có chút chiến sĩ trên mình, lại là lóe ra một chút đặc thù nguyên khí, tràn đầy thích giết chóc cáu kỉnh hơi thở, thật giống như xuất xứ từ loại nào đó siêu phàm nguyên thể. Bọn họ lại có thể lấy được siêu phàm chúc phúc. Diệp Thần nhướng mày một cái, không biết những thứ này Vũ Hoàng phái chiến sĩ, sau lưng là ai đang che chở, nhưng hắn không muốn tự nhiên đâm ngang, tay nắm chặt, sấm sét hội tụ, hóa thành một cái sấm sét chiến thương. Thất Huyền huyễn thế thương, phá cho ta. Diệp Thần một súng cuồng quét ra, tình thế như hoành đảo thiên quân, bá đạo vô cùng, đem trước nhất liều chết xông tới rừng rậm chiến sĩ, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Những cái kia rừng rậm chiến sĩ, gặp phải Diệp Thần Thất Huyền huyễn thế thương càn quét, ngay tức thì máu thịt tung tóe, chết thảm trọng. Còn lại những chiến sĩ kia, thấy Diệp Thần thương pháp bên trong, quả nhiên mang theo Thất Huyền hơi thở, lại là tức giận cuồng bạo. Bọn họ tựa hồ sẽ không sợ hãi, người người cũng như cuồng chiến sĩ vậy, cho dù Diệp Thần sát thương rất nhiều người, bọn họ vẫn là nổi điên vậy nhào lên. Tự tìm cái chết. Diệp Thần cũng không mềm tay, vung thương cuồng quét, lớn tích lớn giết, phàm là xông lên gần tới đây, liền toàn bộ đánh giết hết, rất nhanh liền mở một đường máu, rồi sau đó phong tỏa thảo thần phái phương hướng, dắt Kỳ Tư Thanh tay, sải bước bay vút đi. Luân hồi chi chủ, nếu đã tới, cần gì phải đi? Nhưng vừa lúc đó, Vũ Hoàng phái rừng rậm chỗ sâu, truyền ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Chỉ gặp một người thanh niên người mặc hoa lệ phục trang, trên cánh tay mang một ít khắc cốt văn cổ khí, cưỡi một đầu bạch hổ, từ phương xa chạy tới. Cái này người thanh niên người, địa vị hiển nhiên cao quý, bất kể là bề ngoài phục trang, vẫn là giữa trán tản ra khí chất, cũng so rừng rậm thông thường chiến sĩ, không biết cao hơn quý nhiều ít. Thánh tử đại nhân đến. Gặp qua thánh tử đại nhân, rất nhiều rừng rậm chiến sĩ, nhất thời lộ ra cung kính diễn cảm, rối rít hướng thanh niên kia người quỳ xuống thi lễ. Vậy người thanh niên ánh mắt, chỉ thấy Diệp Thần, hơi mỉm cười nói, ta là Vũ Hoàng phái thánh tử, Vũ Hoàng Đông. Luân hồi chi chủ, ngươi lại có thể xông vào thủ vọng xâm lâm, ngươi là làm sao biết chỗ này? Là Thất Huyền nói cho ngươi. Thất Huyền phái ngươi tới báo thù.
tự xưng kêu Vũ Hoàng Đông thanh niên người, xem như dã thú khịt khịt mũi, từ Diệp Thần trên mình, đánh hơi được cực kỳ mùi nguy hiểm. Những cái kia rừng rậm chiến sĩ không nhận ra Diệp Thần, nhưng hắn nhưng là liếc mắt một cái liền nhìn ra, Diệp Thần chính là trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ. Chung quanh các chiến sĩ, nghe được Diệp Thần lại là Luân Hồi Chi Chủ, nhất thời thất kinh, khó trách Diệp Thần chiến lực cường hãn như vậy, vượt xa bề ngoài tu vi, lúc đầu thân phận lại có thể như vậy đặc thù. Diệp Thần trên người tán phát ra hơi thở, để cho Vũ Hoàng Đông cảm thấy nguy hiểm, nhưng thực cái này cổ nguy hiểm, cũng không phải tới từ Diệp Thần bản thân, Diệp Thần bản thân đối rừng rậm cũng không có địch ý. Nguy hiểm hơi thở, là xuất xứ từ Thất Huyên. Thất Huyên năm đó bị hãm hại, hôm nay lần nữa trở lại rừng rậm, cừu hận của hắn cùng khổ sở, cũng bị lần nữa kích thích. Chuyện không liên quan ngươi. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Đông, thanh âm lạnh đạm, cũng không có nói gì nhiều. Năm đó hãm hại Thất Huyên người, đã sớm toàn bộ chết già, hiện tại coi như Thất Huyên muốn báo thù, cũng không biết tìm ai. Luân hồi mộ địa bên trong, Thất Huyên cũng biết một điểm này, nhưng cừu hận của hắn, vẫn là kịch liệt. Bởi vì Vũ Hoàng phái, đã dấn thân vào hắc ám, phản bội đối thảo thần tín ngưỡng. Vũ Hoàng phái lúc ban đầu cũng là rừng rậm con dân, nhưng hiện đang thay đổi tín ngưỡng sau đó, lại liền họ cũng đổi thành Vũ Hoàng thị. Thất Huyên kích động dưới, rất muốn giết chết cái này Vũ Hoàng Đông, thậm chí muốn giết quang Vũ Hoàng phái tất cả người, diệt trừ dị đoan. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không có tùy tiện động thủ. Hiện tại Kỳ Tư Thanh, cũng nhanh phải đi không không thời không, hắn chẳng muốn máu tanh giết hại, ảnh hưởng Kỳ Tư Thanh tâm tình. Lập tức, Diệp Thần cũng không để ý Vũ Hoàng Đông, liền trực tiếp muốn mang Kỳ Tư Thanh rời đi. Vũ Hoàng Đông thấy mình bị coi thường, diễn cảm ngay tức thì cứng ngắc xuống, lạnh lùng nói, ta cho các ngươi rời đi sao? Bàn tay hắn nắm chặt, cây cối chung quanh hoạt động, từng bụi cổ thụ chọc trời, cấu trúc thành một mặt cây tường, cây trên tường có cổ xưa cỏ phù văn lóe lên, chặn lại Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh đường đi. Vũ Hoàng Đông ngón này thần thông, điều khiển cây cối, hiển nhiên là truyền thừa từ Thảo Thần Thiên Tôn pháp môn, bọn họ Vũ Hoàng phái tuy thay đổi tín ngưỡng, nhưng Thảo Thần truyền thừa xuống chỗ tốt, nhưng là nửa điểm vậy bỏ không được vứt bỏ. Ngươi là thứ gì, ngươi cũng dám cản ta. Diệp Thần bước chân bị cây tường ngăn trở, quay đầu mắt lạnh nhìn về phía Vũ Hoàng Đông, thanh âm mang khinh thường. Ha ha, ở ta Vũ Hoàng phái trên địa bàn, ngươi ngay cả là Luân Hồi Chi Chủ, vậy lật trời không được. Vũ Hoàng Đông cười lên, hắn tu vi là vô lượng cảnh hậu kỳ, nếu như là ở bên ngoài, hắn là tuyệt đối không dám cùng Diệp Thần chống đỡ. Nhưng ở nhà mình trên địa bàn, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, phong thủy khí vận ưu thế, bây giờ không có sợ hãi đạo lý. Ta là lật trời không được, nhưng muốn giết ngươi, liền như nghiền chết một con kiến hôi. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, hắn thật ra thì không hề muốn tranh đấu, nhưng cái này cái Vũ Hoàng Đông, nếu không phải là trêu chọc hắn, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Suy, Diệp Thần đan điền linh khí cổn đáng, sử dụng một kiếm. Một kiếm ra, trời đất phảng phất muốn băng diệt. Đó là một món u ám kiếm khí, từ lúc Diệp Thần đầu ngón tay bắn ra, liền bạo phát ra cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt chập chờn, giống như có thể phai mở tinh không, nghiền diệt trần thế, uy thế đặc biệt bá đạo ác liệt, nồng nặc hủy diệt kiếm ý, phương một nổ lên, liền làm được thiên địa phong vân biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn. Đó là hủy diệt kiếm. Thiên đế năm suy kiếm một trong. Diệp Thần hủy diệt kiếm khí giết ra, tại chỗ cuốn lên một cổ kinh khủng gió bão. Cuồng bạo hủy diệt kiếm khí gió bão, hung hãn vô cùng hướng Vũ Hoàng Đông lướt đi. Cái gì? Vũ Hoàng Đông thần sắc đại biến, hắn biết Diệp Thần lợi hại, nhưng nào nghĩ tới Diệp Thần ra tay một cái, lại là bộc phát ra kinh khủng như vậy hủy diệt kiếm khí, thật giống như đem toàn bộ rừng rậm cũng phá hủy vậy. Hắn chỗ ỷ lại thiên thời địa lợi, khí vận ưu thế vân. Vân, ở Diệp Thần kinh khủng này một kiếm hạ, đều được cười nhạo. Những cái kia Vũ Hoàng phái chiến sĩ, vốn là mỗi một người đều là hung hãn không sợ hình dáng, nhưng khi thấy Diệp Thần hủy diệt kiếm khí gió bão vặn cổ tới, tất cả mọi người đều kinh hãi, mặt lộ vẻ sợ hãi, rối rít chật vật né tránh. Một kiếm này, vậy nồng nặc hủy diệt kiếm ý, thậm chí có thể phá hủy người đạo tâm, để cho sắt thép vậy chiến sĩ, đều phải biến thành một tên hèn nhát, không dám nhìn thẳng Diệp Thần kiếm. Có người né tránh chậm hơn, tại chỗ gặp phải hủy diệt kiếm khí vặn cổ, liền tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hóa thành đầy trời mưa máu. Chẳng lẽ ta đường đường Vũ Hoàng phái thánh tử,
lại liền luân hồi chi chủ một kiếm cũng không tiếp nổi. Vũ Hoàng Đông mắt đồng co rúc lại, trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cả người khí cơ đều bị phong tỏa, đã không cách nào lui về phía sau. Đấu chữ quyết, phá cho ta. Vũ Hoàng Đông bảo hiếu một tiếng, rút ra giữa eo đeo loan đao, võ đạo ý niệm cùng linh khí, hóa thành trắng xóa đấu khí, bao trùm đến trên thân đao, vùng đao hướng Diệp Thần hủy diệt kiếm khí chém tới. Hắn thi triển đạo pháp, là Phạm Thiên Thần Công bên trong đấu chữ quyết, là vạn khư bí kỹ. Vũ Hoàng phái tín ngưỡng Đà Đế Cổ Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế, xem Vũ Hoàng Đông loại cấp bậc này nhân vật, trong sâu thẳm, cũng là có thể lĩnh ngộ được một ít vạn khư bí kỹ. Nhưng, hắn đấu chữ quyết, hiển nhiên không thể cùng Diệp Thần hủy diệt kiếm so sánh. Hủy diệt kiếm, là thiên đế năm suy kiếm một trong, truyền thuyết là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra, tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, đủ để làm thiên đế chủ thần vẫn diệt, vô cùng đáng sợ. Lấy Diệp Thần hôm nay tu vi, dĩ nhiên còn xa xa không đạt tới đỉnh cấp, nhưng muốn nghiền ép vô lượng cảnh hậu kỳ võ giả, đó là dễ như trở bàn tay. Suy suy suy, chỉ gặp vậy hủy diệt kiếm khí gió bão, vạn cổ mà qua, Vũ Hoàng Đông đấu khí trong tay loan đao, căn bản không cách nào chống lại, thân đao bị kiếm khí cắn nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Phốc xích, Vũ Hoàng Đông cũng là há mồm phun ra máu tươi, gương mặt ngay tức thì trắng bệch, thân thể gặp phải hủy diệt kiếm khí chém, xuất hiện vô số điều thật nhỏ kiếm tổn thương, những thứ này kiếm tổn thương mang theo hủy diệt phép tắc chập chờn, sâu tận xương tủy, để cho được Vũ Hoàng Đông cả người đau nhức, ngũ quan cũng vặn vẹo, liền liền ói máu. Đây là Thiên Đế năm suy kiếm, ngươi làm sao sẽ nắm giữ như kiếm pháp này? Vũ Hoàng Đông hoảng hốt, nhận ra Diệp Thần kiếm pháp, đây chính là trong truyền thuyết Thiên Đế năm suy kiếm, mỗi một kiếm đều có nghịch thiên oai, nếu như năm kiếm luyện thành, đủ để ung dung áp chế Thiên Đế chủ thần. Hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thần chỉ có chính là Thiên Huyền cảnh tầng thứ 7 tu vi, có thể thi triển ra như vậy lợi hại kiếm pháp. Còn không chết. Diệp Thần nhướng mày một cái, xem ra ở Vũ Hoàng phái địa giới trên, Vũ Hoàng Đông đúng là lấy được không thiếu che chở, chịu đựng Diệp Thần một kiếm, nhưng chỉ là trọng thương, cũng chưa chết. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Thần đoán chừng là một chiêu, là có thể trong nháy mắt giết cái này Vũ Hoàng Đông. Tấn thăng đến Thiên Huyền cảnh tầng thứ 7 Diệp Thần, nhất định chính là vô địch. Vũ Hoàng Đông nhìn Diệp Thần lạnh đạm ánh mắt, thật sâu cảm thấy nguy hiểm, hướng chung quanh chiến sĩ hò hét nói. Đi, đi mau, thằng nhóc này quá đáng sợ, trừ phi chiến cuồng gia tộc phái cường giả hạ xuống, nếu không ai cũng không đè ép được hắn, đi mau. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Đông chính là liên tục không ngừng chạy mất dạng. Chung quanh rừng rậm các chiến sĩ, trố mắt nhìn nhau, cảm thụ Diệp Thần vậy lạnh lùng khủng bố, giống như có thể hủy diệt hết thảy hơi thở. Bọn họ nội tâm kinh quý, cũng là ô oa kêu to, vứt bỏ binh khí, đi theo Vũ Hoàng Đông chật vật chạy thục mạng. Rồi sau đó, rừng rậm các nơi, phòng bị tiếng kèn lệnh, càng lảnh lót, rất nhiều ẩn giấu trong lòng đất bảo vệ đại trận, cũng mở đứng lên. Diệp Thần không hề đuổi theo, cảm thụ chung quanh địa mạch kịch liệt thay đổi, hắn biết, nếu như mình tiếp tục ở lại chỗ này, sợ rằng gặp mặt sắp phiền toái lớn hơn nữa. Tư Thanh, chúng ta vậy đi thôi. Diệp Thần cười một tiếng, liền dẫn Kỳ Tư Thanh, rời đi Vũ Hoàng phái địa giới, lần này không có bất kỳ người dám ngăn trở bọn họ. Hai người xuất hiện ở Vũ Hoàng phái địa giới sau đó, liền thẳng đi Thảo Thần phái lãnh địa. Ở Thủ Vọng Xâm Lâm bên trong, 80% khu vực, đều là thuộc về Vũ Hoàng phái. Thảo Thần phái lãnh địa, chỉ có chính là hai thành chừng. Hôm nay rừng rậm, Vũ Hoàng phái thế lực hừng hực, Thảo Thần phái đã sớm không cách nào tranh phong. Chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn thôi. Diệp Thần có thể bắt được Thảo Thần phái lãnh địa tọa độ, liền dẫn Kỳ Tư Thanh nhanh chóng đi. Hắn mới vừa cùng Vũ Hoàng phái tranh đấu, thiên cơ dị tượng kích động, Thảo Thần phái người nơi này, cũng là tất cả cảm giác. Làm Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, đi tới Thảo Thần phái lãnh địa thời điểm, liền thấy mười mấy trưởng lão, mang rất nhiều Thảo Thần tín đồ, rừng rậm các con dân, đang đợi. Cung nghênh luân hồi chi chủ. Vậy cầm đầu trưởng lão, giọng kích động hướng Diệp Thần thi lễ, sau lưng hắn mọi người, cũng là cung kính thi lễ. Lão Phu Vương Bình An, là Thảo Thần phái thủ tọa, nghe tiếng đã lâu Diệp Đại Nhân tuân lệnh, hôm nay được gặp, quả nhiên không giống vật thường. Diệp Đại Nhân thật là thần công cái thế, lại một kiếm liền bị thương nặng Vũ Hoàng Đông, thật là quá giỏi. Trưởng lão kia tự xưng kêu Vương Bình An,
đối Diệp Thần mọi người tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy sùng bái công tôn kính. Ở Thủ Vọng Xâm Lâm bên trong, Vũ Hoàng Đông là hết sức thua nổi danh thiên tài, nhưng ở Diệp Thần dưới quyền, nhưng như con kiến hôi vậy, liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Vũ Hoàng Đông là thánh tử, vậy Vũ Hoàng phái thủ tọa lại là ai? Diệp Thần theo bản năng hỏi. Chính là một cái Vũ Hoàng Đông, hắn cũng không tại đặt ở bên trong mắt, trong nháy mắt có thể diệt con kiến hôi thôi. Hắn chỉ là không biết, ở Vũ Hoàng Đông phía sau, còn có cái gì không nhân vật lớn. Nghe được Diệp Thần hỏi, Vương Bình An sắc mặt trầm xuống, rồi sau đó khom người mời Diệp Thần vào bên trong, nói, Diệp đại nhân, chúng ta đi vào nói sau. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, liền ở Vương Bình An và rất nhiều thảo thần tín đổ vây quanh, mang Kỷ Thư Thanh, tiến vào thảo thần phái lãnh địa. Vương Bình An một đường đi tới trước, mang Diệp Thần và Kỷ Thư Thanh, đi tới một nơi đồ sộ sân rộng trên. Quảng trường xây dựng một tòa hùng vĩ thần điện. Ở xanh tươi tốt trong rừng rậm, vậy thần điện lộ vẻ được đặc biệt khí phái, cao cả thần thánh được giống như bầu trời tiên cung. Ở thần điện trên vách tường, lại có chút màu thanh lục dây leo quấn vòng quanh, để cho được cả tòa thần điện hơi thở, cũng là hoàn mỹ dung nhập vào trong rừng rậm, phảng phất là rừng rậm trời xanh một phần chia. Ở trước thần điện phương quảng trường trên đất trống, đứng sừng sững một tòa tượng thần to lớn. Tượng thần bề ngoài, như một cây vòng tròn lớn trụ. Phía trên điêu có khắc cổ xưa hoa văn, ở cột tròn chóp đỉnh, điêu có khắc một cái bé gái tay nâng hoa cỏ, xem hình dáng chính là hôm nay tiểu thảo thần thanh niên. Tiểu thảo thần thanh niên thực lực, tuy không bằng đệ nhất thảo thần, nhưng thảo thần phái mọi người, cũng không có buông tha đối nàng tín ngưỡng. Ở quảng trường bốn phía, lại đứng sừng sững một số người hình điêu xem. Diệp Thần đảo mắt nhìn một vòng, nhưng thấy có một tòa điêu xem, lại thật giống như chính là lúc còn trẻ Thất Uyên. Vậy điêu xem. Diệp Thần chỉ Thất Uyên điêu xem. Là ta Thủ Vọng Xâm Lâm, đã từng là thủ vọng người, Thất Uyên. Ở trong cánh rừng rậm này, cao nhất vinh diệu, không phải cái gì thủ tọa và thánh tử, mà là thủ vọng người cái này ba chữ. Có thể trở thành thủ vọng người người, có thể có được thần linh ban phúc. Thất Uyên là cái cuối cùng thủ vọng người, hắn năm đó bị ép sau khi đi, trong rừng rậm lại cũng không người có thể thừa kế hắn vị trí. Vương Bình An niệm đến chuyện cũ, thầm than thở một tiếng. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, khó trách trong rừng rậm người, đối Thất Uyên còn nhớ như thế rõ ràng. Lúc đầu Thất Uyên, chính là trong rừng rậm cái cuối cùng thủ vọng người. Vương Bình An tròng mắt híp lại, ngắm nhìn hướng Diệp Thần, giọng mang vẻ mong đợi, hỏi, Diệp đại nhân, xin thứ cho lão phu lỗ mãng hỏi một câu, người có phải hay không thừa kế Thất Uyên thủ vọng người đạo thống? Là hắn cắt cử ngươi tới rừng rậm. Diệp Thần cũng không trực tiếp trả lời, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Thất Uyên hỏi. Tiền bối, cần tiết lộ ngươi tin tức sao? Thất Uyên than thở một tiếng, nói. Không cần, thuộc về ta thời đại, đã qua. Hôm nay ta, bất quá là một cái cô hồn dã quỷ thôi. Trừ phi ngươi có thể đem ta sống lại, nếu không, ta chính là một cái tàn hồn, quả quyết không tư cách lại làm thủ vọng người. Diệp Thần có thể nghe ra. Thất Uyên trong giọng nói thổn thức ý, nói tiền bối ngươi yên tâm, sau này chờ ta thực lực vậy là đủ rồi, nhất định sẽ đem ngươi sống lại. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, hắn đã có thể sống lại vô lượng cảnh trở xuống người. Nhưng, Thất Uyên đỉnh cấp thời điểm tu vi, vượt xa vô lượng cảnh, hiển nhiên không phải trước mắt hắn, có thể sống lại. Diệp Thần phỏng đoán, ít nhất phải cùng mình thức tỉnh nửa đêm mệnh tinh, mới có thể sống lại Thất Uyên. Nghĩ đến nửa đêm mệnh tinh thời điểm, Diệp Thần tim khó hiểu một hồi cuồng loạn, đầu óc bên trong hiện ra một cái người mặc hắc bào, dáng thướt tha bóng người, đó là Tam Vĩ bóng người. Chẳng lẽ cái này Tam Vĩ, lại là ta thắp sáng nửa đêm mệnh tinh mấu chốt sao? Diệp Thần khó hiểu bắt được vậy thiên cơ đầu mối, có chút kinh ngạc, chỉ theo sau lắc đầu một cái, không có còn muốn quá nhiều, hướng Vương Bình An nói. Tiền bối, ta nghe nói Thủ Vọng Xâm Lâm. Từng là không không lúc nào không chứ danh tình nhân thánh địa, không phải Thất Uyên phái ta tới, là ta và ta bạn gái, muốn tới nơi đây tán giải sầu. Vừa nói, Diệp Thần dắt chặt Kỷ Tư Thanh tay, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có vô hạn phong tình. Vương Bình An sửng sốt một tí, rồi sau đó cười nói, thì ra là như vậy, vị này chắc hẳn chính là mệnh vận chi chủ, tương lai phải thêm miện thành hỏa thần Kỷ Tư Thanh cô nương. Dừng một chút. Hắn lại có chút bất đắc dĩ nói, ha ha, chỉ là hôm nay rừng rậm chia ra,
Ta Thảo Thần Phái cùng Vũ Hoàng Phái đối lập, hơn nữa Ta Thảo Thần Phái suy yếu, tùy thời đều có bị công diệt nguy hiểm, các ngươi hiện tại tới giải sầu, chân thực không phải là một tốt thời điểm. Diệp Thần đạm như vậy nói, không sao, chính là Vũ Hoàng Phái, lật trời không được, vậy Vũ Hoàng Đông ta trong nháy mắt có thể diệt, chỉ là không biết vậy thủ vọng thánh thụ ở nơi nào, nếu là ở Vũ Hoàng Phái địa bàn, ta có thể trực tiếp tiêu diệt Vũ Hoàng Phái. Thủ vọng thánh thụ, là thủ vọng xâm lâm thần thụ. Truyền thuyết tình nhân ở thủ vọng dưới tàng cây cầu nguyện, có cơ hội lấy được thảo thần chúc phúc, kết ra thủ vọng thánh quả. Cộng thực thủ vọng thánh quả, tình nhân hai người đều có thể ban ngày phi thăng, chứng đạo thành thần. Lấy Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh võ đạo nội tình, tự nhiên không phải thuyết phục dùng một viên thánh quả, là có thể phi thăng, thế nhưng thủ vọng thánh quả, tất có thể tăng lên hai người thực lực, có bữa nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, nếu như thủ vọng thánh quả kết đi ra, đối hai người mà nói, vậy coi là có một cái tình yêu kỷ niệm. Vương Bình An nghe Diệp Thần ngang ngược lời nói, một hồi lộ vẻ xúc động. Chung quanh Thảo Thần Phái các võ giả, cũng là cảm thấy kính nể. Bọn họ sợ hãi Vũ Hoàng Phái thế lực, nhưng ở Diệp Thần trong mắt, chính là Vũ Hoàng Phái, bất quá là con kiến hôi. Bọn họ dĩ nhiên tin tưởng Diệp Thần thực lực, có Diệp Thần ở chỗ này nói, có lẽ thật có thể trấn áp Vũ Hoàng Phái, kết thúc rừng rậm chia ra. Vương Bình An nói, thủ vọng thánh thụ không có ở đây Vũ Hoàng Phái, ngay tại Ta Thảo Thần Phái bên trong. Hơn nữa Vũ Hoàng Đông, cũng không phải là Vũ Hoàng Phái nắm giữ, ngài chúa tể là chiến cuồng gia tộc tộc trưởng, cũng là Vũ Hoàng Phái thủ tọa, Hùng Phách Thiên. Nhắc tới Hùng Phách Thiên ba chữ thời điểm, Vương Bình An giọng bên trong, tràn đầy sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi, chung quanh Thảo Thần Phái các võ giả, lại là cúi đầu xuống hạ, không ít người thân thể phát run. Tựa hồ chỉ là Hùng Phách Thiên ba chữ, liền mang cho bọn họ vô tận uy áp cùng sợ hãi, giống như mộng ma. Diệp Thần nhướng mày nói, chiến cuồng gia tộc, Hùng Phách Thiên. Vương Bình An nói, đúng vậy, chiến cuồng gia tộc, cũng gọi Hùng Bá gia tộc, là không không thời không siêu phàm gia tộc, bọn họ lệ thuộc tại Đà Đế Cổ Thần, là Đà Đế Thiên Tông đào tạo được vô số cao thủ, bỏ mặc 10 đại hộ pháp giả xoa, vẫn là tông phái trưởng lão, đều có chiến cuồng người gia tộc. Chiến cuồng gia tộc, có chiến cuồng nguyên thể, này cùng nguyên thể, lực lượng một khi bùng nổ, có thể để cho người biến thành cuồng chiến sĩ vậy tồn tại, thực lực trong vòng thời gian ngắn bạo tăng, đặc biệt đáng sợ. Vậy chiến cuồng gia tộc tộc trưởng Hùng Phách Thiên, lại là Đà Đế Cổ Thần dưới quyền, vô cùng là ỷ vào siêu cấp cường giả. Vũ Hoàng Phái thờ phượng Đà Đế Cổ Thần, lấy được chiến cuồng gia tộc che chở, Hùng Phách Thiên cũng được Vũ Hoàng Phái thủ tọa. Dĩ nhiên. Còn con này vị trí thủ tọa, Hùng Phách Thiên là không buông ở bên trong mắt, chỉ là Vũ Hoàng Phái tự nguyện cung phụng thôi. Vũ Hoàng Phái luôn muốn xin đánh cuồng gia tộc, phái cường giả hạ xuống, hoàn toàn tiêu diệt Ta Thảo Thần Phái. Nhưng, triệu hoán chiến cuồng cường giả, cần phải bỏ ra cực lớn tài nguyên giá phải trả, Vũ Hoàng Phái một mực vậy đang do dự, hơn nữa Ta Thảo Thần Phái có thủ vọng thánh thụ che chở, phổ thông cường giả chưa chắc công được đi vào. Diệp Thần hỏi, thủ vọng thánh thụ ở nơi nào? Vương Bình An chỉ thần điện phía sau, nơi đó có trước một bụi héo rút cây khô, nói, này, đó chính là thủ vọng thánh thụ, năm đó chúng ta Thảo Thần Phái, liều chết từ trung ương chi địa, đem thủ vọng thánh thụ rời tới nơi này. Nhưng, thủ vọng thánh thụ linh khí, cùng Thảo Thần tương liên, Thảo Thần lực lượng ở suy thoái, thủ vọng cây vậy đang không ngừng đi về phía khô héo, hôm nay có thể cung cấp che chở, đã là đặc biệt mỏng manh. Diệp đại nhân, người đến, nhất định để cho Vũ Hoàng Phái cảm thấy uy hiếp, bọn họ có thể sau đó định quyết tâm, không để ý bất cứ giá nào, triệu hoán chiến cuồng gia tộc cường giả hạ xuống. Một khi chiến cuồng gia tộc cường giả hạ xuống, đó đúng là Ta Thảo Thần Phái tai họa ngập đầu, thủ vọng cây đã khô héo, tuyệt đối không ngăn được thần đạo cản cấp hát cường giả khác. Nói xong lời cuối cùng, Vương Bình An trên mặt, cũng là mang nồng nặc vẻ khổ sở. Theo thế giới hiện thật quy tắc yếu bớt, không không thời không cường giả, hạ xuống, có thể bộc phát ra càng lực lượng cường hãn. Ở lúc trước, không không hạ xuống cường giả, tu vi bị hạn chế đến tiên đế. Nhưng hiện tại, nhưng có thể phát huy ra thần đạo cảnh thực lực. Thần đạo cảnh là chân thần, lấy trước mắt Thảo Thần Phái lực lượng, đã không ngăn được chân thần sát phạt, bởi vì thủ vọng cây đã khô héo. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng cũng là rét một cái. Nếu như Vũ Hoàng Phái, chỉ có chính là một cái Vũ Hoàng Đông, vậy hắn tự nhiên không sợ. Nhưng nếu như,
Vũ Hoàng phái triệu hoán liền thần đạo cảnh cường giả hạ xuống, vậy thì khó giải quyết. Lấy trước mắt Diệp Thần thực lực, muốn đối kháng thần đạo cảnh, là đặc biệt chật vật. Vương Bình An vậy nhìn thấu một điểm này, hỏi, Diệp đại nhân, không biết ngươi có thể có biện pháp, để cho thủ vọng cây khôi phục sinh cơ. Nếu là thủ vọng cây có thể khôi phục, là có thể cung cấp đầy đủ che chở, ngăn cản thần đạo cảnh cường giả. Thủ vọng cây, là năm đó đệ nhất thảo thần Tử Lan, tự tay trồng, thậm chí truyền thuyết cùng trong ảo tưởng xâm lâm thư có liên quan. Nếu là thủ vọng cây có thể khôi phục sinh cơ, cung cấp che chở, vậy cho dù là chân thần, cũng không khả năng đột phá thủ vọng cây phòng vệ. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nhìn về bụi cây kia khô héo thủ vọng cây. Thủ vọng cây đã khô héo, tự nhiên không thể nào lại kết quả, hắn cùng Kỳ Tư Thanh, muốn cầu nguyện kết quả nói, vậy trước hết để cho thủ vọng cây khôi phục sinh cơ mới được. Diệp Thần cong ngón tay suy tính, mơ hồ dòm ngó gặp phương pháp phá cuộc, nói ta có thể thử một chút, nhưng cần thời gian, ít nhất phải 4 tiếng, tiền bối, ngươi thay ta hộ pháp, không muốn để cho người quấy rầy ta. Vương Bình An nghe nói như vậy, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, nói, Diệp đại nhân, người có thể để cho thủ vọng cây khôi phục sinh cơ. Chung quanh thảo thần phái mọi người, cũng là lớn kinh, thủ vọng cây khô héo nhiều năm, chẳng lẽ Diệp Thần thật có biện pháp hồi phục? Diệp Thần cũng không có đem lời nói đầy, nói ta chỉ là thử một chút, có thể thành hay không còn chưa nhất định. Vũ Hoàng phái bên kia, rất có thể sẽ có động tác, cái này 4 tiếng bên trong, không thể để cho bọn họ quấy rầy ta. Diệp Thần mơ hồ cảm giác được, Vũ Hoàng phái có thể sẽ có động tác lớn, hắn hồi phục thủ vọng cây thời điểm, là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Vương Bình An sắc mặt rét một cái, nói, Diệp đại nhân, ngươi yên tâm đi, lão phu chính là liều mạng cái mạng này không muốn, vậy phải bảo vệ ngươi. Kỳ Tư Thanh mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Thần, thanh âm ôn nhu mà kiên định, nói ta cũng sẽ vì ngươi hộ pháp. Ừ, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó đi tới khô héo thủ vọng trước cây, rút kiếm phá vỡ lòng bàn tay, để cho máu tươi chảy như dòng nước ra, rơi xuống đất hóa thành một cái huyết trận, đem thủ vọng cây vây lại. Rồi sau đó, Diệp Thần đưa bàn tay thiếp đến trên thân cây, đem mình luân hồi máu năng lượng, bơm vào đến khô héo thủ vọng cây bên trong. Ngoài ra, còn có từng luồng khởi nguyên tiên chỉ linh khí, vậy theo Diệp Thần tay, bơm vào nhập khô héo thân cây bên trong. Hắn còn có nửa hũ khởi nguyên tiên thủy, giờ phút này, hắn đem những thứ này khởi nguyên tiên thủy, toàn bộ dưới vào thân cây. Khởi nguyên tiên thủy có dư thừa linh khí, phối hợp Diệp Thần luân hồi máu, có lẽ có thể để cho khô héo thủ vọng cây, lần nữa tỏa sáng sức sống. Màu u lam khởi nguyên tiên khí, còn có Diệp Thần luân hồi máu huyết khí, lẫn nhau hòa vào nhau, tạo thành một bộ khá là đẹp lạ thường hình ảnh. Nguyên bổn đã khô héo thủ vọng cây, giờ phút này thẻ xem kỹ vang dội, quả nhiên là rút ra từng luồng mầm mới, muốn lần nữa khôi phục sức sống, có bích lục trói lọi, mơ hồ từ thân cây bên trong thấm ra. Cái này cổ bích lục trói lọi, từ hư đạm dần dần đổi được đậm đà, cuối cùng xông thẳng tới chân trời. Giống như một đạo trùm tia sáng màu xanh, xuyên qua thiên địa, khá là nguy nga. Thấy một màn này, Vương Bình An nhất thời đại hỉ. Diệp đại nhân quả nhiên thần thông vô địch, lại có thể thật có thể để cho thủ vọng cây khôi phục. Toàn lực bảo vệ Diệp đại nhân, không thể để cho người bất kỳ quấy rầy. Vương Bình An gào to một tiếng, toàn bộ thảo thần phái cường giả, đều xuất động, bảo vệ ở thần điện bốn phương, rất nhiều đại trận khởi động. Kỳ Tư Thanh vậy hơi có vẻ khẩn trương, ở một bên hộ pháp. Nàng mơ hồ cảm giác được, ở Vũ Hoàng phái bên kia, tựa hồ có cái gì thay đổi truyền tới. Giờ phút này, Vũ Hoàng phái lãnh địa bên trong, một tòa thật to trước tế đàn. Mới vừa bị Diệp Thần bị thương nặng thánh tử Vũ Hoàng Đông, hôm nay hơi thở yếu ớt ngồi ở một trương hổ ra đại y lên, xuống phương là một đám Vũ Hoàng phái cao tầng trưởng lão, đang cãi vã kịch liệt trước. Triệu hoán chiến cuồng gia tộc cường giả, nơi nào có như thế dễ dàng, không biết phải bỏ ra nhiều ít tài nguyên cung phụng, ta không đồng ý. Luân hồi chi chủ đều tới, hắn nhất định là phải giúp thảo thần phái, diệt trừ ta Vũ Hoàng phái, nếu như không có chiến cuồng gia tộc bảo vệ, ta Vũ Hoàng phái lấy cái gì cùng luân hồi chi chủ đối kháng. Ha ha, dựa hết vào ta Vũ Hoàng phái địa mạch tích lũy năng lượng, vậy đủ để chống lại luân hồi, sợ vậy tiểu tử làm gì? Nói đùa. Chỉ bằng vào ta Vũ Hoàng phái sức một mình, còn muốn đối kháng luân hồi chi chủ. Liền thánh tử đại nhân đều bị hắn đả thương, phải hướng chiến cuồng gia tộc cầu cứu.
tất cả trưởng lão, kịch liệt tranh luận. Bọn họ tranh luận vấn đề, là muốn không muốn triệu hoán chiến cuồng gia tộc cường giả. Triệu hoán chiến cuồng gia tộc cường giả, cần phải tiêu hao to lớn tài nguyên, có vài trưởng lão không đồng ý. Hơi thở yếu ớt Phú Hoàng Đông, nghe tất cả trưởng lão tranh luận, cũng là không nắm được chủ ý. Hắn đích thân gặp qua Diệp Thần lợi hại, dĩ nhiên là muốn triệu hoán chiến cuồng gia tộc cường giả xuống, mượn thủ vọng xâm lâm địa mạch, nhân cơ hội đem Diệp Thần chu diệt. Nhưng, muốn triệu hoán, cần hao phí tài nguyên, chân thực quá nhiều, có thể sẽ đem Vũ Hoàng phái vạn cổ tích lũy được thiên tài địa bảo, nguyên ngọc linh thạch, tiêu hao không còn một mống. Đang do dự tới giữa, Phú Hoàng Đông và tất cả trưởng lão, nhưng thấy phương xa có một đạo bích lục chói lọi, nối thẳng chân trời, lộng lẫy mà nguy nga. Vậy đạo xanh biếc chói lọi, mang theo vô hạn sức sống, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tâm thần sảng khoái. Nhưng, Vũ Hoàng Đông và tại chỗ các trưởng lão, thấy vậy màu xanh lá cây chói lọi sau đó, tất cả người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ bắt được thiên cơ, có thể thấy rõ, Diệp Thần đang lấy luân hồi máu cùng khởi nguyên tiên thủy lực lượng, ở là khô héo thủ vọng cây, khôi phục sinh cơ. Cái gì, luân hồi chi chủ lại muốn khôi phục thủ vọng cây? Nếu là thủ vọng cây hồi phục, vậy nguyên cánh rừng, đều phải bị thảo thần phái nắm giữ. Không được, phải ngăn cản hắn, lập tức triệu hoán chiến cuồng gia tộc cường giả hạ xuống. Rất nhiều trưởng lão, nhất thời nổ tung nồi, tất cả người sắc mặt sợ hãi. Bọn họ biết, thủ vọng cây là rừng rậm hạch tâm, ai nắm giữ thủ vọng cây, ai là có thể nắm trong tay toàn bộ rừng rậm. Một khi thủ vọng cây hồi phục, đến lúc đó, thảo thần phái cũng không cần động võ, dựa vào thủ vọng cây nối liền địa mạch, là có thể nắm trong tay Vũ Hoàng phái sống chết vận mệnh. Vốn là, đi qua thủ vọng cây, vẫn là khô héo suy yếu, chỉ có thể dùng làm phòng thủ, nhưng hiện tại, thủ vọng cây lại muốn hồi phục, vậy đối với Vũ Hoàng phái mà nói, uy hiếp cực kỳ to lớn. Mới vừa còn ở cãi và tất cả trưởng lão, lập tức dừng lại ồn ào, tất cả người ý kiến đạt thành nhất trí. Phải triệu hoán chiến cuồng gia tộc cường giả hạ xuống. Nếu như không có chiến cuồng gia tộc trợ lực, dựa hết vào Vũ Hoàng phái, tuyệt đối không thể nào cùng hồi phục sau thủ vọng cây đối kháng. Toàn bộ Vũ Hoàng phái, nhanh chóng hành động, đem vạn cổ tích lũy được thiên tài địa bảo, tất cả loại nguyên ngọc linh thạch, linh đan diệu dược, toàn bộ lấy ra, chất đống đến trên tế đàn, thành tựu tế phẩm cung phụng. Còn có chút đồng nam đồng nữ, cũng được tế phẩm. Rồi sau đó, mấy cái đức cao vọng trọng trưởng lão, vây quanh tế đàn, lẩm bẩm niệm chú cầu nguyện, bắt đầu thử nghiệm cùng chiến cuồng gia tộc câu thông. Theo vậy mấy trưởng lão ngâm sướng cầu nguyện, ở giữa thiên địa, tựa như sản sinh ra một cổ lực lượng vô danh, hắc ám kiềm chế, tràn đầy không rõ hơi thở, làm người ta sợ hãi. Trên tế đàn tế phẩm, rất nhiều thiên tài địa bảo, lục tục hóa thành cướp xám, từng luồng ánh sáng phóng lên cao. Những cái kia bị dùng làm tế hiến đồng nam đồng nữ, khóc làm một đoàn, thân xác vậy dần dần hóa thành cướp xám. Vô số tế hiến ánh sáng, phóng lên cao, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Thảo thần phái lãnh địa, thần điện trên quảng trường. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Vương Bình An các người, cũng có thể thấy vậy từng luồng tế hiến ánh sáng. Không tốt, Vũ Hoàng phái quả nhiên có động tác. Vương Bình An thần sắc đại biến. Bọn họ muốn triệu hoán chiến cuồng gia tộc cường giả hạ xuống, tất cả người nghe lệnh, thề bảo vệ Diệp đại nhân. Thảo thần phái rất nhiều võ giả cùng kêu lên kêu, Diệp Thần thấy những cái kia tế hiến ánh sáng, vậy dự cảm đến không lúc nào không bên trong, sắp sẽ có cường giả hạ xuống. Nguy hiểm sắp tới, nhưng Diệp Thần cũng không hoảng loạn, như cũng duy trì mình thiết tấu, lấy luân hồi máu và khởi nguyên tiên thủy, không ngừng bồi dưỡng khô héo thủ vọng cây. Nguyên bản khô héo thủ vọng cây, ở Diệp Thần bồi bổ hạ, cũng là nhanh chóng khôi phục sinh cơ, rút ra rất nhiều mầm mới, vốn là héo rút thân cây, giờ phút này không ngừng lớn mạnh, từng cây một cường tráng rễ cây như cù long vậy, kéo dài hướng thần điện bốn phương. Thủ vọng cây, thủ vọng thánh quả, cho ta, cho ta. Vừa lúc đó, Diệp Thần nhưng đột nhiên nghe được, ở bên trong thần điện, có một đạo tê tâm liệt phế tiếng reo hò, truyền ra. Đạo thanh âm này giống như là dã thú gầm thét, làm người ta lộ vẻ xúc động. Đó là cái gì thanh âm? Diệp Thần nhìn về Vương Bình An, có chút kỳ dị hỏi. Vương Bình An nghe được Diệp Thần đặt câu hỏi, ánh mắt vậy nhìn về thần điện phương hướng, cười khổ một tí lắc lắc đầu nói, không việc gì,
chỉ là một phản đồ thôi, Diệp đại nhân, ngươi không muốn phân tâm. Diệp thần gật đầu một cái, đúng là, hôm nay khôi phục thủ vọng cây trọng yếu nhất, còn chưa muốn phân tâm cho thỏa đáng. Lập tức hắn thu liếm tâm thần, tiếp tục khôi phục thủ vọng cây. Thần điện bên trong, như cũ có từng cơn kêu gào tiếng gầm gừ truyền ra, tràn đầy tuyệt vọng cùng nóng rực ý. Vương Bình An sắc mặt trầm xuống, phất tay một cái nói, người đâu, cho vậy phản đồ một chút dạy bảo, đừng để cho hắn lớn hơn nữa ồn ào kêu to, nhiễu loạn Diệp đại nhân tâm tình. Liền có mấy cái võ giả, cung kính lĩnh mệnh, tiến vào thần điện bên trong. Chỉ chốc lát sau, trong thần điện truyền ra kêu gào tiếng gầm gừ, chính là câm, biến thành một cổ như có như không rên thống khổ. Diệp thần không biết bên trong thần điện, nhốt trước người nào, nhưng hiện đang khôi phục thủ vọng cây trọng yếu nhất, hắn cũng không nghĩ nhiều. Theo thủ vọng cây sức sống, không ngừng khôi phục, Vũ Hoàng phái bên kia, cũng là hoàn thành triệu hoán nghi thức. Vũ Hoàng phái nhiều năm tích lũy thiên tài địa bảo tài nguyên, toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn, hóa thành cướp xám. Bọn họ cung phụng, tựa như đưa tới trời cao rủ lòng thương xót. Bầu trời kịch liệt chấn động đứng lên, tiếng sấm ầm ầm, phong vân gào thét. Trên tế đàn, không gian vặn vẹo, thời không hỗn loạn, nguyên khí nhô lên, kim quang vạn trượng sáng chói, sáng mờ cùng hắc ám khí tức lẫn nhau xen lẫn, như âm dương tướng hối, dần dần hiển hóa ra một đạo thân ảnh. Đó là một người đàn ông, thân thể to lớn, tráng kiện, nguy nga như núi, khí chất cuồng dã, giữa trán thấm ra thô bạo, quanh thân có một từng đạo không cách nào thì vờn quanh, khuôn mặt như hồng hoang cự thú vậy dữ tợn, làm người ta không dám nhìn thẳng. Trên tế đàn nam tử vừa xuất hiện, trên người hắn liền bộc phát ra hơi thở cuồng bạo, cuộn sạch phong vân, đầy trời sấm sét sét đánh, cũng hội tụ ở trên người hắn, để cho hắn càng hiện ra liền bức người thô bạo. Toàn bộ Vũ Hoàng phái, tất cả trưởng lão cùng các tín đồ, thấy nam tử này hạ xuống, cũng cảm nhận được liền không lúc nào không vĩ đại quy luật chập chờn, nội tâm đều là kích động mừng như điên, lại là cung kính sùng bái, rối rít quỳ xuống. Bị thương yếu ớt Vũ Hoàng Đông, cũng là vùng vẫy quỳ xuống, kích động run rẩy nói, các hạ chính là chiến cuồng gia tộc vĩ đại tồn tại. Vậy to lớn nam tử ngắm nhìn bốn phía, thấy quỳ đám người, trên mặt hiện ra hết hưởng thụ diễn cảm. Ha ha cười nói, vĩ đại tồn tại không dám làm, ta chỉ là chiến cuồng gia tộc một cái đệ tử bình thường, trong tộc trưởng lão cảm giác được các ngươi triệu hoán, liền phái ta xuống, ta kêu Hùng Bá Diệu, tu vi thần đạo cảnh nhất tầng thiên. Hắn tiếng nói rơi xuống, trên mình linh khí tràn ngập ra, thần đạo cảnh khí thức bén nhọn, nhất thời phóng lên cao, ở giữa thiên địa, vang lên từng cơn tiếng rít, như dã thú gầm thét, cuồng ngạo bá đạo. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở. Vũ Hoàng Đông và toàn trường tất cả trưởng lão, các tín đồ, đều là rung động mừng như điên. Thần đạo cảnh uy thế, chân thực thật lợi hại, bọn họ cảm thụ Hùng Bá Diệu chân thần hơi thở, đều cảm thấy tự thân hoàn toàn không cách nào đối kháng. Cùng Hùng Bá Diệu so sánh, bọn họ giống như là con kiến hôi nhỏ bé tồn tại. Hi hi, các ngươi tất cả đứng lên đi. Hùng Bá Diệu nắm quả đấm một cái, vậy cổ cuồng bạo thần đạo cảnh linh khí, ở hắn quanh người bốc hơi lên. Giống như một tầng lửa cháy mạnh bọc, nhìn như đặc biệt hung mãnh. Vũ Hoàng Đông các người cung kính đứng dậy, trên mặt như cũng mang ngạc nhiên mừng rỡ sùng bái thần sắc. Hùng Bá Diệu nhưng mà chiến cuồng người gia tộc, có hắn hạ xuống ra tay, đối phó Diệp thần thì đơn giản nhiều. Người bị thương, là luân hồi chi chủ đã thương ngươi. Hùng Bá Diệu nhìn Vũ Hoàng Đông một mắt, dửng dưng hỏi. Thỉnh đại nhân là ta ra mặt. Vũ Hoàng Đông nói. Ha ha, không sao, thế giới hiện thật quy tắc hạn chế yếu bớt, ta có thể miễn cưỡng phát huy vẫn chưa tới thần đạo cảnh nhất tầng thiên thực lực, muốn chu diệt luân hồi chi chủ, không thành vấn đề. Hùng Bá Diệu cười lên, giọng tràn đầy tự tin. Trước kia Đà Đế Thiên Tông, từng nhiều lần đã thử ám sát Diệp Thần, nhưng đều thất bại. Nhưng lần này, và trước kia không cùng. Bởi vì, hắn là thần đạo cảnh cường giả, so trước kia Diệp Thần đối mặt kẻ địch, đều mạnh hơn. Dựa vào thần đạo cảnh uy thế, hơn nữa còn có Vũ Hoàng phái khí vận trợ lực, Hùng Bá Diệu có to lớn lòng tin, đánh chết Diệp Thần. Hắn phất tay một cái, một đạo thần quang tự nhiên ra, rơi vào Vũ Hoàng Đông trên mình. Mới vừa vẫn là trọng thương Vũ Hoàng Đông, đạt được Hùng Bá Diệu linh khí bồi bổ, lập tức hết bệnh khôi phục, lại đổi được xanh long hoạt hổ. Đa tạ đại nhân cứu chữa. Vũ Hoàng Đông đại hỉ, hoảng bận bịu khom người nói cảm ơn.
đang bình thường trước mặt người, hắn là cao cao tại thượng Vũ Hoàng phái thánh tử, nhưng hiện tại ở Hùng Bá Diệu trước mặt, hắn nhưng giống như là một cái nô bộc, khom lưng khuỵu gối. Hùng Bá Diệu ánh mắt, nhìn về phương xa mặt đất, nơi đó có trước một đạo bích lục chùm tia sáng, nối thẳng chân trời, giống như xuyên qua thiên địa, tản mát ra mạnh mẽ sức sống hơi thở. Đó là thủ vọng cây sắp hồi phục dấu hiệu. Đi, lập tức lên đường, không muốn cho luân hồi chi chủ bất kỳ cơ hội. Nếu là vậy tiểu tử, thành công hồi phục thủ vọng cây, vậy cũng thật to không ổn. Hùng Bá Diệu ánh mắt run lên, lại mơ hồ mang vẻ kiêng kỵ. Hắn biết thủ vọng cây lợi hại, nếu là thủ vọng cây hồi phục, Diệp Thần lấy được thủ vọng cây che chở, hắn còn muốn giết Diệp Thần mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lập tức, Hùng Bá Diệu quyết định thật nhanh, lập tức hướng Thảo Thần Phái lãnh địa bay đi. Công diệt Thảo Thần Phái, mai táng luân hồi chi chủ, ngay tại hôm nay. Vũ Hoàng Đông giọng vậy là vô cùng hưng phấn, lập tức và tại chỗ các trưởng lão, mang rất nhiều tín đồ cùng chiến sĩ tinh nhuệ, có chừng hơn 5.000 người, ào ào, đi theo Hùng Bá Diệu, lướt đi Thảo Thần Phái. Lúc này, Thảo Thần Phái lãnh địa, thần điện trên quảng trường. Diệp Thần cuối cùng nửa hũ khởi nguyên tiên thủy, đã tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ dùng để tưới thủ vọng cây. Hắn tự thân vậy chảy ra đại lượng luân hồi máu, dung nhập vào thủ vọng cây bên trong. Nguyên bổn đã hóa thành cây khô thủ vọng cây, hôm nay không ngừng lớn mạnh, mạnh mẽ sức sống tách thả ra. Cả bụi cây thủ vọng cây, đã lớn mạnh đến kinh khủng bước, thân cây uyển như núi cao vậy khỏe mạnh, mạnh mẽ cành lá che khuất bầu trời, đem toàn bộ thần điện cùng quảng trường, cũng che phủ ở trong đó. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Vương Bình An, còn có tại chỗ tất cả Thảo Thần Phái các võ giả, cùng bụi cây này to lớn thủ vọng cây so sánh, giống như con kiến vậy thật nhỏ. Diệp Thần bàn tay, còn đè ở trên thân cây, chậm rãi đem khởi nguyên tiên thủy hơi thở, cùng mình luân hồi máu hơi thở, lẫn nhau điều hòa dung hợp, tránh phát sinh mâu thuẫn, thương tổn thủ vọng cây căn cơ. Mà Kỷ Tư Thanh, Vương Bình An các người, nhìn thủ vọng cây đổi được như vậy nguy nga lớn mạnh, đều là ngạc nhiên mừng rỡ cùng rung động. Nhưng vào lúc này, Vũ Hoàng Phái bên kia khí tượng, vậy truyền đến nơi này. Thần đạo cảnh hơi thở chập chờn, làm được toàn trường người khiếp sợ. Vương Bình An sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về Vũ Hoàng Phái phương hướng, nói, không tốt, bọn họ triệu hoán thành công, chiến cuồng gia tộc có cường giả hạ xuống, là đến gần thần đạo cảnh nhất tầng thiên cao thủ. Thần đạo cảnh, đây chính là chân thần cảnh giới, là chân chánh thần minh, thực lực vượt xa tiên đế, chấp trưởng rất nhiều vô cùng ảo diệu ảo tưởng quy luật. Thần đạo cảnh sao? Nếu như còn chưa tới thần đạo cảnh nhất tầng thiên, ta có lẽ có thể đối kháng. Ta tới bảo vệ Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp nghiêm nghị, cũng không có sợ, cảm nhận được phương xa Hùng Bá Diệu hơi thở, nàng lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Giao. Huy hoàng màu đỏ ngọn lửa, từ Kỷ Tư Thanh trong cơ thể bung ra, ở sau lưng nàng tạo thành một đôi sáng chói chu tước cánh, liệt hỏa mãnh liệt. Rồi sau đó, nàng quanh thân thần quang nhô lên, hiện ra các loại không không phép tắc năng lượng ba động, ảo tưởng đất nước ở nàng quanh thân xen lẫn. Mộng ảo tinh không tầng tầng lần lượt thay nhau, trời trăng sao con sông chuyển, nàng trên đỉnh đầu muôn vạn thần mang hội tụ, hóa thành đỉnh đầu vương miện. Đó là thiên đế vương miện, là hỏa thần thiên tôn vương miện. Một viên sáng chói tinh thần, cũng là từ Kỷ Tư Thanh sau lưng bay lên, trăm ngàn phượng hoàng kêu to, kêu tiếng tiếng càng xuyên vân, thấm vào lòng người. Đó là phượng hoàng thần tinh. Vương Bình An ngơ ngác nhìn Kỷ Tư Thanh, chỉ gặp thời khắc này Kỷ Tư Thanh. Thật giống như biến thành người khác vậy, quần áo hóa thành màu vàng dòng thiên đế quần bào, phía trên hội họa trước huyền ảo đồ đằng, đầu đội vương miện, trong tay nắm một chuôi phượng hoàng chu tước vòng quanh thần kiếm, uy nghiêm ác liệt được giống như chí cao nữ đế. Vận mệnh chi chủ, hỏa thần thiên tôn, vị này Tư Thanh cô nương, thật là quá giỏi à. Vương Bình An nội tâm ngần than thầm, vừa liếc nhìn Diệp Thần. Có thể chinh phục Kỷ Tư Thanh cái loại này cô gái. Thế gian có lẽ cũng chỉ có Diệp Thần. Hiện tại, Diệp Thần đang đứng ở hồi phục thủ vọng cây nguy cấp, Kỷ Tư Thanh ở bảo vệ hắn. Xuy xuy xuy, từng đạo thần mang, từ phương xa phóng tới, đều là Vũ Hoàng phái tinh nhuệ. Một người cầm đầu, chính là tới từ chiến cuồng gia tộc Hùng Bá Diệu. Hùng Bá Diệu bay đến Thảo Thần phái trên lãnh địa không, ánh mắt như đuốc, đã thấy rõ tất cả. Làm hắn thấy vậy thủ vọng cây. Đã khôi phục lại xanh che trời bước, sắc mặt không khỏi thay đổi.
đáng chết, Thủ Vọng Cây mau hồi phục, mau giết luân hồi chi chủ vậy tiểu tử. Hùng Bá Diệu thật sâu cảm thấy nguy hiểm, thân thể như một viên đạn đại bác vậy, từ không trung xuống phía dưới thần điện, cấp tốc bạo rơi xuống đi. Thảo Thần phái rất nhiều các võ giả, đã sớm có chuẩn bị, nhưng cảm nhận được Hùng Bá Diệu vậy cuồng bạo khí thế, tất cả người đều là kinh hãi. Đó là thần đạo cảnh khí thế, quá hung mãnh, một chút xíu hơi thở, là có thể dung chuyển tinh không vũ trụ. Các vị thần bảo vệ điện các trưởng lão, vội vàng thúc giục từng ngọn bảo vệ đại trận, tầng tầng vòng bảo vệ mở, muốn ngăn trở Hùng Bá Diệu. Nhưng, căn bản không dùng. Cái này từng tầng một bảo vệ trận cùng vòng bảo vệ, ở Hùng Bá Diệu trước mặt, giống như giấy vậy tồn tại, căn bản không có chút nào ngăn trở tác dụng. Điểm này cấm chế trận pháp, còn muốn ngăn trở ta. Hùng Bá Diệu cười lạnh, hung hăng một quyền, như sấm cự pháo vậy đánh ra. Ung ung. Vậy từng tầng một cấm chế trận pháp, toàn bộ bể tan tành. Hùng Bá Diệu sau lưng, Vũ Hoàng Đông cùng Vũ Hoàng phái tinh nhuệ cửa, rối rít bộc phát ra kịch liệt hoan hô ủng hộ. Trước kia bọn họ muốn công diệt Thảo Thần phái, nhưng nhiều lần đều bị rất nhiều bảo vệ đại trận ngăn trở, không có biện pháp chút nào. Nhưng hiện tại, Hùng Bá Diệu ra tay một cái, Thảo Thần phái bảo vệ đại trận, liền như tờ giấy hổ vậy, một tí liền bị đánh phá. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Đại trận bể tan tành, thần bảo vệ điện các trưởng lão, rối rít hộc máu trọng thương. Hùng Bá Diệu hừ lạnh một tiếng, liền dẫn Vũ Hoàng Đông các người, ào ào xông lên đánh tiếp. Thần điện chung quanh rất nhiều võ giả, người người sợ hãi, như pho tượng cứng còng, không dám làm gì, không dám đi ngăn trở Hùng Bá Diệu. Thật ra thì Thảo Thần phái các võ giả, có thể ở Vũ Hoàng phái dưới áp lực, sống sót đến nay, người người đều là hàng đầu hào kiệt. Đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Nhưng, Hùng Bá Diệu hơi thở, đích thực quá đáng sợ, đơn giản là một đầu hồng hoang cự thú. Thần đạo cảnh uy nghiêm, cũng quá mức mãnh liệt, lại là để cho toàn trường võ giả đạo tâm, đều bị áp chế, tất cả người thân thể run rẩy, đừng nói đi ngăn trở Hùng Bá Diệu, có thể duy trì tự thân đứng không quỳ, đã là lớn nhất cực hạn. Mộ chủ đại nhân, chiến cuồng người gia tộc tới. Luân hồi mộ địa bên trong. Thất Huyên trầm giọng nhắc nhở. Ta biết. Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn đang điều hòa khởi nguyên tiên thủy và luân hồi máu hơi thở, không thể phân thân, nếu không, hai cổ hơi thở mâu thuẫn, rất dễ dàng phá hủy cả bụi cây Thủ Vọng Cây. Tư Thanh, giúp ta trì hoãn nửa giờ. Diệp Thần truyền âm cho Kỳ Tư Thanh nói, chỉ cần lại cho hắn nửa giờ, hắn là có thể hoàn toàn hồi phục Thủ Vọng Cây. Đến lúc đó, mượn Thủ Vọng Cây che chở. Cho dù là đối mặt đến gần thần đạo cảnh nhất tầng Thiên Hùng Bá Diệu, hắn cũng là không sợ. Kỳ Tư Thanh ngưng trọng gật đầu, nhìn xem bên cạnh Vương Bình An. Nhưng gặp Vương Bình An mặt đầy sợ hãi, già nua thân thể từng cơn phát run, hiển nhiên ở Hùng Bá Diệu dưới sự uy hiếp, hắn đạo tâm vậy diêu động, không dám đối kháng. Nói cách khác, toàn bộ thần điện chung quanh mới có thể có dũng khí đối kháng Hùng Bá Diệu, chỉ còn lại Kỳ Tư Thanh một người. Kỳ Tư Thanh sải bước ra, ánh mắt nhìn thẳng Hùng Bá Diệu. Ngươi chính là vận mệnh chi chủ, hỏa thần thiên tôn truyền nhân, tương lai vạn hỏa giới ngài chúa tể. Hùng Bá Diệu quan sát Kỳ Tư Thanh một người, thấy Kỳ Tư Thanh đầu đội vương miệt, người mặc thiên đế quần bào khí tượng, sắc mặt hơi rét một cái. Không muốn chết, lập tức rời đi nơi này, nếu không cùng luân hồi chi chủ rảnh tay, chính là ngươi ngày rỗ. Kỳ Tư Thanh nhìn chằm chằm Hùng Bá Diệu. Thanh âm mang một chút tàn bạo nói. Ha ha ha, chỉ bằng thằng nhóc này. Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nghịch phạt chân thần. Hùng Bá Diệu cười lớn, lại khinh thường hướng Kỳ Tư Thanh nói. Ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta còn có thể tha ngươi một mạng, cửu thần thời đại đã sớm đi qua, hi hi, ngươi không bằng cùng ta hồi chiến cuồng gia tộc, làm ta tiểu thiếp, gia nhập Đà Đế Thiên Tông, còn có vĩnh hưởng tiên phúc cơ hội. Càn rỡ. Kỳ Tư Thanh giận dữ, lập tức huy động trường kiếm, phượng hoàng linh khí bạo tránh, ngọn lửa đợt khí như nham thạch nóng chảy cuộn sạch, mang vận mệnh đại đạo uy áp, hung hăng hướng Hùng Bá Diệu đâm tới. Hùng Bá Diệu vui vẻ cười to, nghiêng người tránh thoát, cũng không cùng Kỳ Tư Thanh dây dưa, đột nhiên lắc người một cái, liền xông về Diệp Thần, rồi sau đó vung động quả đấm, hung hăng hướng Diệp Thần đầu đập tới. Thằng nhóc, kêu một người phụ nữ bảo vệ ngươi, ngươi là phế vật sao? Hùng Bá Diệu cười lạnh, hắn biết,
Kỷ Tư Thanh chỉ là muốn trì hoãn thời gian thôi. Cho nên, hắn cũng không có cùng Kỷ Tư Thanh dây dưa, mà là trực tiếp công kích Diệp Thần. Diệp Thần bàn tay, đang đè ở thủ vọng trên cây, hoàn toàn không thể phân thân, thấy Hùng Bá Diệu Hôi Quyền giết tới, nhất thời cảm thấy nguy hiểm. Cho ta dừng tay. Kỷ Tư Thanh Chu Tước kiếm bay ra, chém chết hướng Hùng Bá Diệu sau lưng, muốn ép đối phương xoay người lại phòng thủ. Nhưng, Hùng Bá Diệu chẳng ngó ngàng gì tới, lại có thể không làm bất kỳ phòng thủ gì, như cũ hôi quyền đánh giết hướng Diệp Thần. Tuy nói Kỷ Tư Thanh thế công ác liệt, nhưng hắn là thần đạo cảnh cường giả, hoàn toàn có thể chịu đựng. Chỉ cần bị đánh không chết, lấy thần đạo cảnh cường giả thân xác cường độ, nặng hơn thương thế đều có thể ngay tức thì khôi phục. Trừ phi là công kích của địch nhân, mang theo nhân quả luật nguyền rủa, nếu không, không cách nào đối thần đạo cảnh cường giả, tạo thành chân chính sát thương. Đây chính là thần đạo cảnh cường giả đáng sợ. Vô luận là nội tức cường độ, thân xác cường độ, hay là đối với phép tắc nắm trong tay, cũng xa xa vượt qua thế giới hiện thật người. Mộ chủ đại nhân, chú ý. Thất Huyên kêu to lên, e sợ cho Diệp Thần phải bị Hùng Bá Diệu một quyền đánh bể. Thanh Liên phân thân, cho ta ngăn trở. Diệp Thần nội tâm quát một tiếng, không tự mình ra tay, như cũng ngưng thần hồi phục trước thủ vọng cây, đồng thời cho gọi ra Thanh Liên phân thân tác chiến. Rào. Thanh quang kim nghê lững lờ, Thanh Liên phân thân xuất hiện. Cái này đạo Thanh Liên phân thân, bề ngoài cùng hơi thở, cùng Diệp Thần giống nhau như đúc. Cái gì? Hùng Bá Diệu thấy lại một cái Diệp Thần xuất hiện, tại chỗ liền sợ ngây người. Diệp Thần Thanh Liên phân thân, cũng là một quyền vung ra, sử dụng võ tổ đạo pháp, thốn kình khai thiên. Phịch! Diệp Thần phân thân quả đấm, cùng Hùng Bá Diệu quả đấm, kịch liệt đụng vào nhau, bộc phát ra vang lớn động trời. Hùng Bá Diệu rên lên một tiếng, hơi có chút chật vật lui về phía sau ba bước. Hắn mới vừa thấy Diệp Thần phân thân xuất hiện, quá mức kinh ngạc, tạm thời thất thần, hơi thở tán loạn, tại chỗ liền bị đánh lui. Vậy mà nói, võ giả phóng thích ra phân thân, cùng bản thể luôn sẽ có khác biệt. Nhưng Diệp Thần cái này đạo phân thân, vô luận là từ bề ngoài vẫn là khí chất, cũng cùng bản thể giống nhau như đúc. Chỉ có phân thân thời điểm xuất thủ, bộc lộ ra hơi thở, mới có thể nhìn ra cùng Diệp Thần không cùng. Cái này đạo phân thân, tối đa chỉ có Diệp Thần bản thể 60% thực lực. 60% thực lực phân thân, đây đã là đặc biệt kinh khủng. Phổ thông dưới tình huống, võ giả phóng thích ra phân thân, mới có thể có tự thân một thành công lực, đã là giỏi vô cùng tồn tại. Phân thân có 60% thực lực, đây quả thực là không có thể tưởng tượng sự việc. Càng mấu chốt chính là, Diệp Thần bản thể lực lượng, không có bị tiêu hao, vẫn là 100% 10. Hắn cùng phân thân cũng dựa chung một chỗ, vậy thì ngang hàng tự thân có 16 thành lực lượng, đây là bực nào đáng sợ. Mà lúc này, Kỷ Tư Thanh Chu Tước phi kiếm, cũng là ác liệt giết tới, kiếm khí vặn cổ, đem Hùng Bá Diệu sau lưng, vặn cắt được máu thịt mơ hồ. Hùng Bá Diệu đau nhức, phát ra tức giận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là một đối mặt, hắn ở Diệp Thần phân thân và Kỷ Tư Thanh liên thủ hạ, liền bị thương. Hắn một bị thương, thần đạo cảnh uy áp liền yếu bớt. Vương Bình An và thần điện các trưởng lão đạo tâm, còn có chung quanh thần điện những người bảo vệ đạo tâm, cũng khôi phục như cũ. Động thủ, làm thịt hắn. Cho dù là chân thần, dám ô nhục ta Thảo Thần phái thánh địa, dám quấy nhiễu luân hồi chi chủ, cũng chỉ có một con đường chết. Vương Bình An lớn uống, liền dẫn rất nhiều thần điện trưởng lão cùng thủ hộ giả, ngang nhiên hướng Hùng Bá Diệu lướt đi. Bảo vệ Hùng Bá Diệu đại nhân. Vũ Hoàng Đông thấy tình thế không ổn, vội vàng mang dưới quyền tinh nhuệ, liều chết xông tới, đem Hùng Bá Diệu vây quanh, cùng Vương Bình An các người chém giết đối kháng. Hùng Bá Diệu hít sâu một hơi, hắn không hổ là thần đạo cảnh cường giả, giờ phút này thở dốc một tí, mới vừa bị trọng thương, liền ngay tức thì khôi phục. Mới vừa vẫn là máu thịt mơ hồ sau lưng, lại là liền vết sẹo cũng không có để lại. Thấy Hùng Bá Diệu nhanh như vậy tốc độ khôi phục, Vương Bình An, Kỷ Tư Thanh, Diệp Thần các người, đều là mặt liền biến sắc. Thần đạo cảnh cường giả thân xác, quả nhiên là đáng sợ, sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Muốn giết tổn thương thần đạo cảnh cường giả, có lẽ chỉ có thể dựa vào nhân quả luật nguyền rủa, còn có không không cấp võ kỹ thần thông. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng âm thầm nghĩ, liền một bên hồi phục trước thủ vọng thụ, một bên thả ra một món thần thức, khống chế phân thân.
cái này cái phân thân, thật ra thì chỉ là một cái không có linh hồn thân xác, cần hắn chiếu thần thức đi qua, mới có thể khống chế hoạt động. Ngạo thế cửu trọng thiên, cho ta trấn áp. Diệp thần điều khiển phân thân, thừa dịp Hùng Bá Diệu mới vừa trọng thương khôi phục, hơi thở không yên để gặp, lại là một quyền oanh đi giết. Một quyền này, nhưng là mang 33 thiên thần thuật, ngạo thế cửu trọng thiên lực lượng. Oanh! Quyền phong bên trên, kim quang lóng lánh. Bầu trời bên trong, mơ hồ xuất hiện ngạo thế thiên cung đại khí tượng, huy hoàng vô cùng. Diệp thần phân thân quả đấm, cũng là mang vô cùng lực lượng, giống như thiên đế đích thân tới vậy, đánh giết hướng Hùng Bá Diệu. Trước đây, diệp thần phân thân, hấp thu dung hợp ngạo thiên đế máu. Mà ngạo thiên đế, chính là ngày xưa ngạo thế cửu trọng thiên thần thuật người điều khiển. Ở dung hợp ngạo thiên đế huyết sau đó, diệp thần cái này đạo phân thân, bộc phát ra ngạo thế cửu trọng thiên, uy lực cường đại, thậm chí không kém gì hắn bản thể lực lượng. Hùng mãnh ngạo thế quyền mang, thẳng đánh phía Hùng Bá Diệu thân thể, Hùng Bá Diệu biến sắc mặt tại chỗ. Là ngạo thiên đế hơi thở, ngươi luyện hóa hắn thiên đế máu. Hùng Bá Diệu thật sâu cảm thấy nguy hiểm, nếu như là vậy thủ đoạn, không thể nào mang cho hắn bất kỳ sát thương. Nhưng, ngạo thế cửu trọng thiên nhưng mà 33 thiên thần thuật, đủ để đem hắn tổn thương nặng, thậm chí là giết chết. Cuồng chiến phách thiên quyền, phá. Hùng Bá Diệu không dám thở ơ. Thu hồi tất cả khinh thị chi tâm, hồi quyền nghênh kích hướng Diệp Thần. Vây ở Hùng Bá Diệu bốn phía Vũ Hoàng phái tinh nhuệ, ở Diệp Thần ra quyền nháy mắt, cũng đã sợ hãi tứ tán tránh. Ngạo thế cửu trọng thiên lực lượng, chân thực quá hung mãnh, căn bản không phải bọn họ có thể chịu đựng. Phịch, Diệp Thần phân thân quả đấm, lần nữa cùng Hùng Bá Diệu quả đấm, đụng thẳng vào nhau. Lần này hai người cũng sử dụng tuyệt kỹ, Hùng Bá Diệu thần đạo cảnh uy thế hiện ra. Chỉ gặp hắn thân thể sừng sững không nhúc nhích, mà Diệp Thần phân thân, chính là chật vật liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa muốn ngã nhào trên đất. Luân hồi chi chủ, người muốn dựa vào một đạo phân thân, liền đánh bại ta, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền. Hùng Bá Diệu cười lên, thu hồi quả đấm, rút ra một thanh chiến đao, khí huyết bơm vào, thân đao tia máu nổ lên, vung đao hướng Diệp Thần bản thể chém tới. Hắn không có quên mình mục đích, chính là muốn ngăn cản Diệp Thần. Hồi phục thủ vọng thụ. Phượng hoàng thần tinh, lửa trời mưa lưu, rơi. Kỷ Tư Thanh ánh mắt lạnh lùng, tự nhiên không thể nhìn Hùng Bá Diệu thuận lợi. Nàng thúc giục vận mệnh quy luật, để cho phượng hoàng thần tinh ánh sáng, tách thả ra đến mức tận cùng. Ung ung. Phượng hoàng thần tinh chấn động đứng lên, từ phía trên nổ bắn ra ăn gian vạn đạo nham thạch nóng chảy vậy ngọn lửa lưu quang, như trời lửa mưa sao xa vậy, bạo rơi xuống, hung hăng đánh giết hướng Hùng Bá Diệu. Chút tài mọn, ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, người pháp bảo gì thần thông, đều là vô căn cứ. Cổ thần phách đao, phá. Hùng Bá Diệu cười gằn, nhìn ngọn lửa đầy trời lưu quang, như phượng hoàng bay rơi xuống vậy bạo rơi xuống, hắn chút nào không hoảng hốt, vung ra trong tay chiến đao, ở trong nháy mắt múa ra liền ngàn vạn đạo đao ảnh, mỗi một đạo đao ảnh, đều là mang vô thượng thô bạo, vô thượng chiến ý. Tất cả bay rơi xuống phượng hoàng lửa cháy mạnh. Toàn bộ bị hắn vung đao chảm phá. Hắn nói không sai, cảnh giới tu vi, mới là căn bản nhất đồ. Nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, vậy coi như là mạnh đi nữa pháp bảo thần thông, cũng không cách nào đền bù. Mà Hùng Bá Diệu, chính là cao cao tại thượng chân thần, là thần đạo cảnh cao thủ, so với vô lượng cảnh cường hãn quá nhiều. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, cho dù Kỷ Tư Thanh cho gọi ra Phượng Hoàng Thần Tinh, cũng không phải Hùng Bá Diệu địch thủ. Rắc rắc, Hùng Bá Diệu bàn tay khớp xương vang động, nắm chặt chiến đao, vung đao chém về phía Diệp Thần bản thể. Cái này một đao thế như bôn lôi, có chém chết tinh không oai, bất kể là Diệp Thần phân thân, vẫn là Kỷ Tư Thanh, đều khó ngăn cản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 470.